Alo, chào các bạn nhá. Mình bên Đồng Hồ Thanh Hùng đây. Rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là anh ơi, bạn ơi, tại sao cái đồng hồ quả lắc cây của nhà mình là đang chạy bỗng nhiên chết, quả lắc không lắc nữa, rồi đồng hồ thì không chạy nữa, chuông không đánh nữa. Là nguyên nhân là làm sao mà em có thay pin mới rồi nhưng mà vẫn thấy đồng hồ không chạy được. Thì cái đồng hồ quả lắc cây mà dùng pin ấy, thì các bạn hãy để ý cho mình nhá. Hầu hết cái nguyên nhân chính của nó đến từ cái hộp pin này. Đây, hộp pin. Thì cái hộp pin này các bạn chỉ cần thay cái hộp pin này. Mình nói là đa số, hầu hết nhá, 90% cái nguyên nhân mà cái dẫn đến đồng hồ cây chết toàn bộ như vậy nhá, đa số nó đến từ cái hộp pin này. Nếu mà bạn kiểm tra sau khi thay pin mới rồi nó vẫn không chạy được thì đa số nó xuất phát từ cái hộp pin này. Các bạn chỉ cần mua thay hộp pin này là đồng hồ cây của các bạn lại chạy bình thường nhá. Bởi vì khi mà các bạn dùng một thời gian rất lâu nhưng mà các bạn quên, các bạn dùng pin nhưng mà một thời gian rất lâu pin hết, các bạn không thay, khiến cái pin ở trong đây này nó chảy nước axit ra, và cái nước axit này nó sẽ làm cho các cái cọc pin của chúng ta rỉ và hỏng. Thì cách tốt nhất là các bạn nên thay một cái hộp pin mới để đảm bảo cho cái đồng hồ của các bạn. Nó thực sự nó cũng không đáng làm nhiều tiền đâu các bạn ạ. Cái hộp pin này hiện tại bên mình đang bán với giá chỉ có 400.000. Đây là cái giá mình từ nhà máy sản xuất, giá rẻ nhất thị trường rồi các bạn. Các bạn mua trên thị trường thì thấp nhất nó cũng là 500, 600, 700 nghìn. 500.000, 600.000, 700.000, đó là giá thấp nhất thị trường. Nhưng ở mình là mình nhập từ nhà máy, từ công ty sản xuất thì nó chỉ có 400.000 thôi ạ. Giá rẻ nhất là chỉ có 400.000 thôi nhá. Các bạn mua về thay ngay vào cái đồng hồ cây đang chết của mình là nó sẽ hết cái bệnh đó và sẽ chạy bình thường thôi các bạn. Bởi vì mình đa số cái nó chết toàn bộ như vậy là nó đến từ hộp pin các bạn nhá. Nó đến từ hộp pin này đã bị hỏng rồi. Đấy, các bạn thay thế hộp pin khác. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0815 190 687, và số thứ hai là 0961882921. Chào các bạn nha.